Chào mừng quý khách ngồi trên chuyến tàu Sasari, chuyến tàu chạy từ Nam ra Bắc. Trạm cuối cùng là Obia. Đã đi. Phong cảnh thật đẹp, nó hoàn toàn khác với những gì tôi thường thấy ở trên núi thần. Nếu có thể, thật muốn đem chuyện hôm nay đều lưu lại ở trong trí nhớ mà. Hey, lại bắt đầu rồi sao? Về tình hình sức khỏe của mình, bây giờ có lẽ là rời khỏi cũng là chuyện tốt. Thay vì khiến tất cả mọi người của thần tộc vì thế giới cây mạo hiểm cùng chi bằng tôi lặng lẽ chết đi như vậy. Hơn nữa, tiểu cà rốt, em làm sao vậy? Còn có lã thụ bên cạnh tôi, mặc dù như vậy rất là ích kỷ, nhưng tôi có thể chết ở bên cạnh anh ấy, cả đời này anh ấy chắc chắn là sẽ không thể quên tôi được nhỉ? Không, em không sao. Lã thụ, anh xem hòn đá đó kìa. Tôi lại nhìn thấy một bầu trời mới, vùng đất mới. Bởi vì trời đất của phía trước đã qua đi, biển cũng không còn nữa. Anh có cảm thấy câu nói này hình như còn có chút. Anh thích thơ ca hay không, lã thụ? Cuộc sống trước đây khó khăn, không có thời gian đi quan tâm mấy cái này. Bây giờ sau khi linh khí hồi phục lại, càng không có thời gian. Nhưng mà tôi có thể học thuộc những bài thơ cổ trong kỳ thi một cách nhiêu nát. Cái danh học bá không phải là khoe khoang. Ê, nghe có vẻ hình như rất là lợi hại nha. Thực ra từ nhỏ đến lớn, thế giới của tôi có vài sự sai lệch. Gia tộc của tôi đã nhập vai để điều chỉnh hoàn hảo thế giới vì tôi. Vì vậy, tôi chỉ có thể thông qua sách vở để biết thế giới thực. Tôi biết cuộc sống của mỗi người đều có điều khó nói, nhưng tôi lại chưa bao giờ trải qua mấy chuyện này. Bởi vì tất cả người ở trước mặt tôi đều chỉ sẽ hiểu hiện ra khuôn mặt tốt thôi. Mà anh lại trước kia thấy được mấy bức thư kia của cô viết, mà tôi đã muốn nói rồi. Đây là thân thể của cô, đang trong phúc mà cũng không biết phúc đó. Cô biết không, trước kia tôi phải đi bán trứng gà để trang trải cuộc sống. Lúc đó tôi nhận được 50 tệ, tiền giả đều sẽ khóc nức nở. Bởi vì đó lại là tiền cơm tôi và Tiểu Ngư ăn mấy ngày. Tôi cũng nghĩ, phải làm sao để đem đống tiền giả này đi tiêu. Phải do dự rất lâu, nhưng lại sẽ trúng đi. Thế giới này mặc dù đối với tôi như vậy, nhưng tôi cuối cùng vẫn là không có cách nào đối xử với thế giới này như vậy. Đây chính là lã thụ mà tôi thích. Cho dù trải qua cực khổ, nhưng lại đối với thế giới này vẫn tốt như cũ. Ê, mặt cô làm sao đỏ như vậy? Có phải cơ thể không thoải mái hay không? Tôi không sao, cái đó lã thụ nè. Cậu có người mình thích hay chưa? Tôi từ trước có câu nói rất thích của câu nói câu đơ đi. Thời gian tốt nhất để trồng cây là trước 10 năm. Thứ hai là hiện tại, cậu sao? Ê, đột nhiên lại bắt đầu kiểm tra ngữ văn vậy. Các nốt có phải là nữ thần văn học, nghệ thuật không nhỉ? Cái này, cái đó, tôi thích. Nẻ rẽ đổi chẵn thì bất biến. Các dấu hiệu thấy rõ ràng, câu này sao? Ê, không hổ là anh. Những lúc nghiêm túc như vậy, lại có thể thốt ra những câu như vậy được nhỉ? Không có tâm trạng tiêu cực, hình như cô ấy thật sự rất vui. Nói mới nhớ, các nốt là một cô gái đầu tiên không mạnh, lại cho tôi cảm xúc tiêu cực khi tôi bị óc bế tắc. Mặc dù mình không biết mình gặp với cô ấy là có ý gì, nhưng mình bây giờ hình như cũng có một chút xíu niềm vui như vậy. Cái đó, tôi có việc đi giải quyết một chút, được. Nè, còn muốn tiếp tục theo dõi hả? Tâm tình của ta bây giờ rất là tốt, vì vậy đồng ý cho ngươi cơ hội tự mình xuống xe, ngươi thấy sao? Thật không ngờ bọn gián điệp đuổi được đến đây. Xem ra con đường phía trước là không dễ đi à. Bộ phận lý luận Đức Tín bị bù nhìn chắn lại, không thể rời khỏi thành phố Nam phía Nam Sandaria. Ngoài ra, vốn di trì viện cho thiên la địa võng của cậu ở Nam Tân Cương, nhưng người điều khiển hình như là nữ ở Los Angeles bị dừng lại. Do phát hiện trước đây xảy ra xung đột gay gắt, nghe rằng không có cách nào qua đó được. Không phải chứ? Mặc dù giáo chủ không còn cách nào điều động được cũng là một tin tốt, nhưng tại sao vẫn có cảnh người điều khiển hình nhân chứ? Bọn họ rốt cuộc nào làm cái quần què gì đây? Một vài giờ trước Nam Tân Cương, Trung Quốc. Chợt, rõ ràng muốn ta đến một nơi mà tất cả mọi người đều nói tiếng chim để cứu người. Tiểu tử thối lã thụ này thật là gây rắc rối mà. Cô nương đến tìm hạ ta sao? Tại hạ sao? Mấy người nên biết ta là ai đi. Nói thật, ta cũng không ngờ mấy người sẽ phát hiện ta nhanh như vậy.
Có thể nói, làm sao mà làm được không? Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Sao nào, ngươi muốn ngăn ta? Châu Âu bên đó đã đại loạn vặn, đã loạn cào cào rồi. Vì vậy mời thiên la địa võng không nhúng tay vào. Nếu không thật sự là phải đánh đó, thế giới sẽ bị phá hủy bởi bọn ngươi trong tương lai không chừng đó. Phá hủy cũng là chuyện của riêng người bên ta, liên quan gì tới đám hình nhân các ngươi chứ? Ta lại chưa từng biết là đám người điều khiển hình nhân lúc nào đã trở thành người bảo vệ thế giới vậy nhỉ? Lời này ngươi lại không đúng rồi. Thế giới này là để cho vương của bọn ta trở về thống trị. Thế giới đều là của bổn vương của chúng ta, đương nhiên không thể để bọn ngươi hủy hoại. Hai chúng ta đấu trận sinh tử khó mà phân thắng bại. Ngươi tưởng giết được ta rồi, lại đi bảo vệ đánh thanh niên đó là chuyện không dễ nhé. Vậy thì cứ thử xem. Tại sao không xuất sát thủ? Trừ khi là khinh thường đạo sĩ ta. Cho dù ta giết chết người cũng không phải là để bổn vương của bọn ta bớt đi phiền phức thôi sao? Tổn thất vẫn là bổn vương của bọn ta. Ngươi không cần lo lắng cho đám tiểu tử đó. Ta có thể đảm bảo giáo chủ của phái Linh Luyện Đức Tín cũng không có cách nào đối phó với ông ấy. Như vậy thì huề rồi. Cũng là để bảo vệ thế giới và cứu người. Tại sao tên điều khiển hình nhân này lại kỳ quái như vậy? Hoàn toàn khác với những gì hội cơ kim nói như vậy. Kệ đi, kỳ quái thì kỳ quái, nhưng uy nghiêm của thiên la địa võng cũng không thể dễ chọc vào. Cùng lúc này, linh lực quen thuộc này quả nhiên giáo chủ Camino, còn có hình nhân sư, ngươi muốn đối đầu với bộ tín ngưỡng lý luận của ta ư? Không, ta chỉ muốn để ngươi ở trong thành phố này dưỡng thương cho tốt mà thôi. Thế giới này quá mỏng manh, khi Ngô Vương quay về, các vị muốn đánh nhau vẫn là nên đến khu di tích đi. Ây, hình nhân sư các người không quá một người đâu nhỉ? Nếu mọi người đều muốn thế giới này, chi bằng liên thủ với bọn ta, còn đợi Ngô Vương gì đó làm cái gì chứ? Ngươi không xứng nói mấy lời này. Nếu như còn sỉ nhục Ngô Vương nữa, ta sẽ không để bụng mà dạy dỗ ngươi một chút đâu. Ngươi lão giáo chủ này vẫn là nhát gan như vậy. Đúng thật là một kẻ không có khí phách. Việc lên làm đều đã làm rồi, tiếp theo đây phải xem bọn họ rồi. Lão thủ, ngươi vừa nãy là ai vậy? Sao lại đột nhiên để hắn nhảy xuống xe vậy? Hình như là kẻ thăm dò cổ tổ chức nào đó phái đến thì phải. Đợi đã, mình đang ở trước mặt của một cô gái nhỏ nói gì vậy nè? Hơn nữa, mình đã làm ra bao nhiêu việc bạo lực vậy? Cô ấy sẽ không trách mình đấy chứ? Chuyện đó có phải anh có chút quá đáng rồi không? Không đâu. Sao anh lại nghĩ vậy? Có kẻ theo dõi hoặc có ý đồ xấu, vốn nên dạy dỗ bọn họ một chút. Nếu có kẻ muốn đến giết chúng ta, vậy chúng ta cũng nên tấn công lại mới đúng chứ? Em nói đúng lắm. Tại anh nghĩ nhiều rồi. Thật là mình đang nghĩ cái gì vậy trời? Các đốt cô ấy là chủ của thần Bắc Âu, nên làm thế nào ứng phó với thế giới tàn khốc này? Trong lòng cô ấy tự có tính toán. Thật ra cô ấy chỉ là nguyện ý ở trước mặt của mình là một cô bé ngốc nghếch ngây thơ mà thôi. Đúng rồi, có một tin tốt. Chủ giáo bộ tín ngưỡng lý luận đã bị hình nhân sư ngăn lại rồi. Chúng ta không cần trực tiếp đối đầu với cao thủ cấp A nữa đâu. Thật vậy sao? Đó quả nhiên là một tin tốt. Nhưng tiếp theo đây vẫn chưa thể buông lòng cảnh giác được. Dẫu sao vẫn còn mấy kẻ của những tổ chức khác nữa. Mấy tên đó giống như là mấy con muỗi vo ve khó chịu vậy. Kẻ nào cũng đều hăm hè, không thể chờ được mà muốn hút máu người. Đừng lo lắng, bây giờ em là người đứng đầu cấp B, mấy tên nhãi đó không làm em bị thương được đâu. Anh cũng sẽ bảo vệ em mà. Đây, chúng ta vẫn nên đổi chủ đề khác đi. Được thôi, em muốn nói chuyện gì? Cái đó, lã thụ, lúc trước anh từng có bạn gái chưa?
Chưa chưa từng. Anh như thế này chắc phải có nhiều nữ sinh yêu thích lắm chứ? Lẽ nào anh cảm thấy bọn họ không xinh đẹp hay sao? Vậy trong mắt của anh em có xinh hay không? Em rất xinh đẹp, chỉ là có người từng nói với anh, không thể chỉ nhìn vào vẻ của người khác, cũng cần phải tự nhìn vào vẻ ngoài của chính mình nữa. Không phải vậy đâu, lão thổ, anh cũng rất đẹp trai đấy chứ. Tuy rằng không phải là đẹp trai nhất nhưng rất ưa nhìn. Nếu anh mà đẹp trai thêm chút nữa, em sẽ lo lắng việc có vô số nữ sinh thích anh đó. Không phải chứ, đây là đang khen mình hay sao? Hay nào nói mình lớn lên trông rất là phổ thông vậy? Anh thấy em nghĩ nhiều rồi. Cứ cho là anh lớn lên đẹp trai thì người thích anh cũng sẽ không nhiều lắm đâu. Anh ấy à, ở chỗ bọn anh nói chuyện thường hay đắc tội với người khác lắm. Chính là một ôn thần có tiếng đấy. Đúng ha, em xem chút là quên mất anh thích chặn họng người khác. Thật ra em lúc trước cũng muốn hỏi lão thủ anh tại sao lại thích chặn họng người ta như vậy. Đương nhiên là để thăng cấp rồi. Nhưng điều này không thể nói được. Em nghĩ đi, nếu anh sống đủ lâu, vậy lúc anh về già tham dự tang lễ của mấy người bạn, có phải là nhất là tàn nhẫn với bản thân hay không? Nhưng anh thông qua việc gây rối với bọn người, với người khác, để họ đều biến thành kẻ thù, vậy thì khác rồi. Vậy đến cuối đời ai cũng đều vui mừng. Lã thộ, anh nói chuyện cũng hay lắm đó chứ. Đâu đều là ngụy biện hay sao? Vậy nếu anh chết trước? Em, con bé này nói gì vậy chứ? Mau nói. Phi, là có ý thế gì? Ở Trung Quốc, phi chính là xóa bỏ lời nói cố ý không tốt này. Đem mấy lời nói xui xẻo em vừa nói xóa hết đi. Ồ vậy, phi. Ba cái là đủ rồi. Lã thổ, hình như em hơi buồn ngủ. Em có thể dựa vào anh một lúc hay không? Một lát thôi. Cảm ơn anh Lã thổ. Mấy tên nhãi này đến cũng đúng lúc thật. Có phải xảy ra chuyện gì không? Không có, không có chuyện gì đâu. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, có anh đây rồi. Vâng. Này mày, yên lặng chút đi, không thấy có người đang nghỉ ngơi hay sao? Cái tên nhóc này chết đến nơi rồi mà còn giả vờ ngầu à, đi chết đi. Cái đây xảy ra chuyện gì vậy? Sao hắn ta đột nhiên chết vậy? Tao nói rồi, yên lặng chút cho tao. Muốn chết cũng không cần vội thế đâu. Đợi các lốt tỉnh lại, chúng ta từ từ tính tiếp. Mọi người nhìn xem, chiếc ấn đường của chúng ta hình như có thứ gì đó màu xám. Thật này tôi cũng có. Vừa nãy giết tên đó chính là thứ này sao? Không, không thể manh động. Đây chính là thủ đoạn của thiếu niên kia sao? Nghĩa là cậu ta dám một mình mang chủ của thần tộc vào đào tẩu. Cậu ta rốt cuộc là có bao nhiêu bản lĩnh? Chủ giáo vừa nhận được tin tức con tàu của chủ nhân thần tộc dự tính còn 2 tiếng nữa là đến Oritano. Người của chúng ta đã đến trạm xe chuẩn bị chặn đánh. Đội xe tăng thì không kịp đến hiện trường. Những tổ chức khác cũng không có đáng gì lo ngại. Ta nghĩ súng Vĩnh Hằng là vật nằm chắc trong tay của chúng ta rồi. Đừng xem thường quân địch. Francisco, ngươi quá kiêu ngạo rồi đấy. Ngươi phải học cách nhìn rõ thế giới này đi. Cũng phải nhìn rõ kẻ địch của ngươi. Vâng, giáo chủ. Ta sẽ tự mình đến Oritano, chờ lấy được súng Vĩnh Hằng nhé. Tốt lắm, phải nhớ kỹ. Súng Vĩnh Hằng nhất định là phải lấy về. Carlos Rodin cũng đều phải chết. Chúng ta vẫn luôn đại diện thần hành tẩu dạng nhân gian. Hiện nay nhân gian thật sự là sắp xuất hiện thần minh rồi. Chúng ta nên làm sao tự mình xử lý đây? Người từng đến vườn thánh có lẽ cũng biết, thần minh chẳng qua chỉ là một quái vật có thể chi phối sinh mạng mà thôi. Trên thế giới này sao có thể thật sự tồn tại thần minh cơ chứ? Thế giới này không chứa nổi cô ta đâu, giết cô ta đi. Hơn nữa, người và thần minh có thể yêu nhau, ai biết được thần có tình cảm hay không chứ? Thần minh, giáo chủ đại nhân là đang nói thứ ở trong quan tài ở dưới vườn thánh hay sao? Mình nhớ mình vừa mới đến vườn thánh, cỗ quan tài đó vẫn đang hồi phục ký ức. Nhưng bây giờ lại ở trên người của giáo chủ, lẽ nào thứ mình lấy ra là di cốt của thần minh hay sao?
Giáo chủ ngài ấy nuốt thần minh rồi sao? Francisco, ngươi đi đi, việc hôm nay chớ để ngày mai. Vâng. Nhanh lắm, lái nhanh chút đi. Nhiệm vụ lần này tuyệt đối là không thể phạm sai lầm. Chúng ta phải mau chóng đến Oristano để chặn Carlos. Cẩn thận, có người tập kích. Chết tiệt. Tuy rằng không đuổi kịp thần chủ nhà ta, nhưng lựa chọn đến đây đợi các ngươi quả nhiên là không sai chút nào. Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Thần chủ nhà ta không dễ gì mới yêu đương một lần, ai cũng đừng hòng quấy rầy. Thơm, sắp đứng đến sắp đơ rồi. Đây, sét đánh rồi, nã thổ. Lúc nãy em không cẩn thận, ngủ hơi lâu. Em ngủ bao lâu rồi? Chúng ta đến nơi chưa vậy? Carlos, em tỉnh rồi hả? Carlos, em thế này này. Em vừa nghe thấy sấm chớp còn đang nghĩ, nếu mà em tỉnh dậy dùng điện giật anh một chút thì tốt rồi. Cái gì vậy? Đây là thao tác gì vậy? Người tỉnh rồi không phải là nên đánh nhau với chúng ta hay sao? Muốn người ta giật một cái là lại làm sao nữa đây? Cái gì vậy trời? Vị não ca này nghĩa là vừa nãy vẫn luôn ngẩn người ra. Tình huống căng thẳng như này mà lại một người ngủ, một người thì ngẩn người ra, đùa à? Vừa nãy nghe tiếng sấm mới nhớ ra, năng lượng của Carlos có nguồn gốc từ mạch máu của Odin mà. Vậy chẳng phải là năng lượng của thần minh hay sao? Đỡ như sấm sét của em ấy cùng với thiên kiếp có gì đó giống nhau, có thể lạp luyện cho 500 tấm khiên kinh khí của mình. Thế giới khí hải lại có thể chủ động dẫn sấm sét đi thôi. Tuy lần này không thể lạp điện, nhưng chí ít đã cho thấy phương hướng đúng rồi. Đi thôi nào, chúng ta tiếp tục đi về bên trong nào. Tao nói này, tên nhã chia có phải là có chút hơi ngạo mạn rồi không? Không đánh nhau đã đành, còn ở trước mặt của chúng ta dẫn người vào trong phòng vệ sinh, cũng phóng khoáng quá rồi đấy. Cậu thiếu niên thiên la địa võng này nghĩa nào là biến thái. Đã thổ, anh đây là muốn chuyện đó. Tuy là em cũng nguyện ý nhưng... Carlos, nào, cứ hết sức cho điện giật anh đi. Không ngờ não thụ dẫn mình vào đây, rõ ràng là muốn mình làm cái này. Mình còn tưởng sao thế, ra tay đi chứ. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Ây, lại lần nữa, lại dùng lực nữa đi. Ây, cho anh nhiều nữa đi. Nè, bên trong rốt cuộc là đang làm gì vậy? Có ai để ý đến chúng ta không vậy? Các người nói xem rốt cuộc đây là trường hợp gì? Hay nào mấy người thiên la địa võng này? Sao trong đó còn chưa xong nữa? Cứu với, tôi hết sạch rồi. Đã tốn nửa tiếng đồng hồ rồi, sao còn chưa xong nữa? Không được, còn không mau nghĩ cách giết bọn chúng. Mình làm sao báo cáo đây, tên suối quẩy này. Này, chúng ta đã đến trạm xe rồi. Tình hình bên các ngươi thế nào rồi? Hai người bọn họ trốn vào trong phòng vệ sinh, còn cứ luôn truyền mấy âm thanh kỳ cục. Hiện trường cực kỳ máu me, biến thái quá đi. Các ngươi chắc chắn là không phải là tự diễn lẫn nhau đấy chứ? Sao lại biến thành loại cảnh tượng này? Bọn ta cùng người của tổ chức khác đều bị tên nhóc đó kìm hãm rồi. Đối phương chắc chắn là cấp B, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ kỳ dị, căn bản là đánh không lại. Còn 30 phút nữa là đến trạm. Hay là chúng ta đợi thêm chút nữa liên thủ rồi bao vây tấn công vậy? Được thôi, bây giờ trong trạm xe đều là người của ta tín ngưỡng lý luận chúng ta. Đợi cơ hội đến rồi hành sự vậy. Nhất định là phải giết được bọn chúng, lấy được Thương Vĩnh Hằng. Biết rồi. Ồ, may mà đã ứng phó được. Âm thanh bên trong đó hình như là ngừng lại rồi. Bên kia cuối cùng cũng đã kết thúc rồi sao? Lão thụ, như vậy đã được chưa? May nhờ có em, ổn hết rồi, em xem. Bây giờ kiếm khí trong người của anh đều đã biến thành kiếm khí sấm sét rồi này. Tổng cộng chắc có hơn 800 tấm nhỉ. Là cách tốt nhất để giữ mạng đấy. Sấm sét này chính là điện lúc nãy em nạp vào người anh sao? Thì ra anh bảo em truyền điện vào người anh là vì cái này. Đúng rồi, nếu trước khi mình chết đem hết sấm sét này được truyền cho não thụ, vậy có tính là dùng một cách khác để ở bên cạnh ấy anh ấy hay không? Não thụ, có phải nếu em truyền càng nhiều sấm sét càng nhiều đúng không? Hay là chúng ta tiếp tục? Khoan đã, chờ đã. Đã đủ rồi, sấm sét đã đủ lắm rồi.
Sao mới không nhìn thấy một nát mà trong mấy tên sát thủ này đều có chút hung ác vậy, kỳ lạ thật. Không đúng, rõ ràng là chịu sự uy hiếp ở Tước Âm, thế mà khí thế của đám người này lại không giảm, ngược lại tăng lên rồi. Xe sắp đến trạm rồi, xem ra mấy kẻ mai phục đã đến cả rồi. Xin chào tất cả các hành khách, trạm này đã đến Ositano, chúc quý khách một chuyến đi tốt đẹp. Xe đến trạm rồi, tiểu tử, ngày chết của ngươi đến rồi, nỗ nhục ta phải chịu hôm nay nhất định phải trả. Carlos, chuẩn bị đánh một trận long trời lở đất nào. Cảm ơn các vị cùng chúng tôi đi suốt chặng đường, có lẽ cũng đến lúc chào tạm biệt rồi. Cái gì? Sợ này này vậy mà lại có thể cùng lúc khống chế. Ê, cứu mạng, tha cho tôi đi. Các người xem là máu, trên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trận chiến lớn thế này, đến cả máy bay trực thăng cũng đến rồi. Tiểu Tâm, Vũ Thủy, cảm ơn. Xuống đi, các nốt không thích âm thanh ồn ào đâu. Ma quỷ, giáo chủ đại nhân nói không sai, đây chính là hai tên ma quỷ. Ơi, người của phái tín ngưỡng lý luận cũng nhiều thật đấy. Đúng rồi các nốt, anh đã nói với em chưa? Lần này anh ở châu Phi đã từng gặp hai sát thủ rất là thú vị đấy, hả? Bọn chúng một kẻ là thực lực thức tỉnh, kẻ còn lại là kim hệ thức tỉnh. Kim hệ kiểm soát kim thủ, phụ trách công kích từ xa, mà lực lượng thức tỉnh lại phụ trách bảo vệ kim hệ. Hai kẻ đó phối hợp cực kỳ ăn ý, chẳng trách lại dám săn lùng thiên na. Rồi sao nữa? Điều anh muốn nói chính là chúng ta cũng có thể giống như bọn họ. Tuy rằng anh không hữu dụng bằng hai vị kỵ sĩ tiêu tượng của em, nhưng anh tuyệt đối là sẽ luôn ở phía trước để bảo vệ em. Em cứ yên tâm mà chơi đùa đi. Mình vẫn chưa nói vội với lão thủ. Sau khi từ thần tập quay về, hai vị kỵ sĩ điêu tượng kia thật ra là vẫn không thể hồi phục, hiện tại đã không thể nào sử dụng được nữa rồi. Nhưng nhìn anh ấy cứ giống như là chuyện gì cũng biết hết rồi, còn chủ động giúp mình, nếu muốn bảo vệ mình nữa. Đơn giản mà nói, anh ấy giống như là anh hùng của mình vậy. Lão thủ, anh thật ra chính là nguyện vọng mà em đã ước đấy. Hả? Em có ý gì vậy? Làm trước em có nghe qua hồ nước ước nguyện, liền ném xuống một đồng xu, em hy vọng ông trời ban cho em một vị anh hùng. Sau đó anh liền xuất hiện đấy. Lần đầu tiên nghe mấy lời như vậy, anh nên hồi đáp sao đây, đồ ngốc? Thật ra, nếu mình muốn làm anh hùng cứu cả thế giới, mình sẽ từ chối vì việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu chỉ làm anh hùng của mỗi các lốt, chuyện này cũng có cảm giác thành tựu lắm chứ. Di ngôn của các người đã nói xong chưa, chịu chết đi. Nên chết đi là các người mới phải. Lô đình kiếm vũ. Cái này, bẫy này bố trí từ lúc nào vậy? Mình vẫn luôn cho rằng lão thủ đã lợi hại lắm rồi, nhưng thời khắc này mình mới ý thức được, mình vẫn luôn đánh giá thấp anh ấy. Đáng chết, không ngờ rằng thần tộc Bắc Âu trước này luôn ưa chuộng hòa bình lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, là ta đã xem thường chúng rồi. Ơi, các ngươi tưởng ở đây ngăn chặn ta thì có thể cứu được bọn chúng hay sao? Cả châu Âu đều muốn giết chúng, tên nhóc đó có thể bảo vệ được cô ta đến bao giờ chứ? Ngươi có từng nghĩ qua các ngươi sẽ chết bao nhiêu người hay chưa? Cộng với biểu hiện của tên nhóc đó ở di tích tượng đảo, nói không chừng cả thế giới đều đã xem nhẹ hắn ta rồi. Thật đúng là một kẻ cứng đầu, tránh ra. Rốt cuộc là ta phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Hôm nay ai cũng đừng hòng rời khỏi đây. Ta thấy ngươi chính là chưa thấy quan tài chưa đổ đấy. Bây giờ ta sẽ gọi điện cho người phụ trách ở Oristano để các ngươi hiểu tình hình một chút. Lạ thật, sao không gọi được? Gọi không được chứ gì, ta có thể biết nguyên nhân đấy. Cái gì? Có thể là do tín hiệu của bọn họ không tốt chăng? Ơi, buồn cười chết mất, cười đến nỗi ta muốn thổ huyết luôn đây rồi. Các ngươi muốn chết hả? Có nhiều lời như vậy thừa thãi làm gì, động thủ luôn đi, lên.
800 tiểu binh chạy đến dốc bắc. Sao mình có thể vào lúc này nghĩ ra câu nói đó chứ? Mình không có tiêu binh, nhưng nhờ có các lốt, mình đã có 800 tấm kiếm khí sấm sét. Tiểu Ngư từng nói, mình chính là một ma vương có thể phá vỡ bầu không khí trong nháy mắt. Có lẽ sau hôm nay, có thể tạo dựng nên danh hiệu ma vương này rồi. Dùng những hài cốt và sinh mạng trước mắt này dưỡng thánh, nhưng đều xứng đáng. Ây, lại là nhân hải chiến thuật. Phá tín ngưỡng lý luận các ngươi không có gì mới hơn hả? Nhưng mà, mau đến đây đi. Muốn chết chứ gì, chủ nhân thần tộc. Ai cũng, đừng hòng qua đây. Chết tiệt, người mỗi lúc một nhiều rồi. Là ai nói, cứ yên tâm mà chơi đúng chứ? Hay không sai. Cùng đánh nào. Tuy rằng mỗi lần phóng ra tia chớp, mình đều có thể nghe thấy âm thanh vỡ ra của thương vĩnh hằng trong cơ thể, nhưng có thể được cùng nã thụ kề vai chiến đấu, mình thực sự là rất vui. Bây giờ làm sao đây? Tên nhóc này lì lợm thật chứ. Làm sao đây? Người của chúng ta giảm dần rồi, lại chẳng thể đánh bại bọn chúng, thậm chí còn chẳng biết hắn dùng vũ khí gì nữa. Không được xông lên một mình, dùng bí thuật đi, nếu đơn độc chiến đấu sẽ không ứng phó được đâu. Vâng. Được rồi, đây là chiêu mà Francisco đã sử dụng ở châu Phi mà. Lúc đó chỉ một mình Francisco, xuất chiêu này thôi đã có thể giam giữ mình rồi. Bây giờ bọn chúng nhiều người như vậy, không thể nào làm căng với bọn chúng được. Các đốt. Không được, các đốt đang ở đây. Lần này mình sẽ không thể, và cũng sẽ không chịu thua đâu. Mục tiêu của bọn ta chính là các lốt. Nếu bây giờ ngươi rời đi, ta sẽ không đả thương ngươi. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu người chết vì mỹ sắc, ngươi thì sao? Ngươi thì hiểu cái gì? Yêu rồi, bị phá vỡ rồi. Đây lại là thủ đoạn gì nữa đây? Sao chưa từng nhìn thấy bao giờ vậy? Sao lại như vậy chứ? Giết chúng đi, dốc hết sức lực giết bọn chúng cho ta. Đáng chết thật. Chỉ áp lực trong nháy mắt liền trở lên mạnh mẽ như vậy sao? Tình huống bây giờ, đến cả giơ tay lên thôi cũng có chút khó khăn đấy. Thi cậu cùng với Quy Nha cũng bị bao vây trong đám người đó. Trước mắt phải bảo vệ các lốt nên không thể điều động, chỉ có thể kiên trì đến cuối cùng mà thôi. Đây nè. Thật sự là thương vĩnh hằng sao? Nhưng mà trên thương vĩnh hằng tại sao lại có nhiều vết lứt như vậy chứ? Lẽ nào là lúc thần tập cùng với Takashima tác chiến để lại hay sao? Sinh mệnh của các lốt gắn liền với thương vĩnh hằng, cũng chính là nói các lốt biến thành như vậy thờ đều là vì mình hay sao? Ôi, vết nứt của thương vĩnh hằng ngày càng lan nhanh rồi. Các lốt, vết nứt trên thương vĩnh hằng là gì? Các lốt, đã thủ đừng lo cho em không, không sao. Các lốt, em hả? Hả, lòng bàn tay của mình, cái cây ở trong bàn tay của mình sao đột nhiên? Hình như đang triệu hoán cái gì đó. Đáng chết, chút nữa là kết thúc rồi. Người nói đúng lắm, các lô rất tốt, cô ấy không nên trở nên thảm hại như vậy. Tất cả cũng nên kết thúc rồi. Tất cả những kẻ ở đây hôm nay, kẻ nào cũng đừng hòng mong chạy thoát. Không, ác quỷ là ác quỷ. Đi thôi các lốt. Lần này hãy để anh đưa em đi. Người vừa nói gì? Chạm xe ở Oristalo xảy ra chuyện gì cơ? Giáo chủ, các lốt cùng với tên nhóc thiên la địa võng cấp B đó đã giết chết toàn bộ sát thủ của chúng ta và những tổ chức mai phục ở trạm xe Ratino rồi. Tiếp viện của chúng tôi mang theo cũng bị người của thần tộc kìm hãm. Trước mắt các lốt cùng tên nhóc đó đã biến mất rồi, không rõ tung tích. Sao có thể như vậy chứ hả? Ở trạm xe chúng ta bố trí hơn 100 sát thủ cấp C hay cấp B gì cũng có cả.
Thực lực chênh lệch lớn như vậy mà lại bị hai đứa nhóc cấp B bắt mỗi chưa nhẹ, bắt mỗi chưa sạch nhẹ nhàng hạ gục hay sao? Có lẽ người của thần tộc nói không sai, đây không phải là sức mạnh mà người cấp B có thể có được. Cả thế giới này đều đã xem thường hắn rồi. Giáo chủ, nếu bọn chúng trưởng thành hơn, e là thiên la địa võng sẽ có sự tồn tại thứ hai đáng sợ như Tân Đình Hầu mất. Chúng ta có cần phải? Francisco, nếu như ngươi đối với tên nhóc đó, ngươi cảm thấy bản thân mình có kế gì để giành chiến thắng hay không? Tình huống gì đây? Giáo chủ ngài ấy hỏi như vậy, lẽ nào là muốn một mình tiến hành nhiệm vụ vây quét hay sao? Ngay cái này thuộc hạ cũng không chắc được. Chúng ta lần này tổn thất rất nhiều người như vậy, thực lực giảm mạnh, không thể lại mất đi sức chiến đấu nào nữa. Mà ta lại bị hình nhân sư hạn chế phạm vi hành động mất rồi. Cứ kiểu này đá chọi đá thế này, thực lực của chúng ta không ổn. Bây giờ bên ngoài có biết bao nhiêu tổ chức trực chờ hổ đói ấy. Francisco, ngươi nói xem chúng ta bây giờ nên làm sao đây? Giáo chủ, dù sao cũng có nhiều tổ chức muốn ra tay với bọn chúng như vậy. Nếu thuộc hạ thấy, chỉ bằng chúng ta nhường cơ hội này cho bọn họ. Như vậy vừa không đắc tội với thiên la địa võng, mà chúng ta cũng có thể nắm bắt thời gian tu dưỡng hồi phục sức lực. Tốt lắm, không sai. Cứ theo lời ngươi nói mà làm đi. Nhưng ngươi phải nhớ, chúng ta không hề sợ hãi thiên la địa võng. Món nợ này chúng ta sớm muộn gì cũng đòi lại, nhưng không phải bây giờ. Vâng, phải ạ. Thật không ngờ lão thụ về các lốt mà có thể làm đến bước này. Đây chính là sức mạnh của tình yêu chăng? Ây, ta nhớ lúc trước không phải có người nói lão thụ không hiểu gì về tình yêu hay sao? Sao nào, thay lời rồi? Ây, yêu không yêu cái gì chứ? Ta muốn nói tiểu tử này bản lĩnh không nhỏ. Cũng chẳng biết là cậu ta còn giấu chúng ta sau lưng tính toán gì nữa đây. Thôi được rồi, nói chuyện chính đi. Phái tín ngưỡng lý luận lần này nguyên khí trọng thương, giáo chủ lại bị hình nhân sư khống chế, có lẽ trong thời gian ngắn không ra tay nữa đâu. Bây giờ kẻ địch lớn nhất của đám người của lã thụ có lẽ chính là mấy tổ chức khác của U Châu, chẳng hạn như là xe tăng. Ý ngươi là kẻ được gọi là người đầu tiên dưới cấp A ở U Châu là Satan đó sao? Những tổ chức khác dựa vào thực lực của lã thụ chắc có thể ứng phó được, chỉ riêng tên Satan này có lẽ là sẽ uy hiếp đến bọn họ. Vị trí của lã thụ bọn họ ở đâu vậy? Thông báo với Tào Thanh Từ mau chóng liên tiếp ứng đi. Hình nhân sư không ngừng kìm hãm giáo chủ, không cho phép cấp A của chỗ chúng ta ra tay. Bây giờ chỉ có thể dựa vào bọn họ rồi. Cái này ấy à, sau khi lã thụ rời khỏi trạm xe vẫn chưa chủ động liên lạc với chúng ta. Trước mắt cũng không biết, cũng không ai biết bọn họ đang ở đâu. Trên mạng tình báo của tổ chức nơi này cũng không có tin gì của bọn họ à. Tuy không biết là nguyên nhân gì, nhưng trước mắt cư dân của đảo Santaria đều vì bọn họ mà ẩn giấu hành tung. Nghe nói trong thành phố mà hai tín ngưỡng lý luận đóng quân, tất cả các cửa tiệm đều đã đóng cửa rồi, bọn chúng đến thức ăn cũng chả mua được. Mấy thành phố khác còn quá đáng hơn, chỉ cần có người dám mở miệng hỏi đôi tình nhân đã ghé qua thì bị người dân vây đánh. Mấy tổ chức đó đều sợ động thủ với người thường sẽ thu hút người của ngân sách hội, cho nên chỉ có thể luôn lấy cục tức này. Đây là người của Carter ra tay hay sao? Ngoài chúng ra, ta không nghĩ được còn ai có thể có sức ảnh hưởng lớn đối như vậy với người dân trên đảo Santaria như vậy. Ta cũng nghĩ giống như ngươi đấy, nhưng Carter không thừa nhận. Thủ lĩnh của bọn chúng mượn cơ nói là cả tổ chức dạo gần đây bận tiệc âm nhạc, không có thời gian quan tâm mấy chuyện này. Tình nhân gì chứ? Đừng có làm phiền ta chuẩn bị lễ hội âm nhạc. Được thôi, thông báo đến mạng lưới tình báo của U Châu tiếp tục chú ý đến đảo Sandaria. Cùng Tào Thanh Từ ở trên tàu phải đồng thời duy trì tình báo cho bọn họ. Một khi lã thụ xuất hiện cần trợ giúp liền nhanh chóng ra tay giúp đỡ. Này, vận khí cũng tốt lắm, có thể khiến cho Carter của Phật Đệ gần đây chủ động giúp đỡ. Cũng không biết là tên kia rốt cuộc là nhìn chúng cậu ta cái gì chứ. Ai mà biết được, nói chung không sao là tốt rồi. Cùng lúc đó, tại hiện trường lễ hội âm nhạc Carter. Lão đại, tìm được người rồi. Thiếu niên cùng với cô gái đó đều vẫn đang ở trong Oristano. Tình hình cô gái đó không được tốt cho lắm, chắc là muốn nghỉ ngơi 2 ngày. Ta đã thông báo với người dân toàn đảo này cùng nhau giúp bọn họ che giấu hành tung. Mọi người nghe chuyện của bọn họ cũng rất cảm động.
Trong thời gian ngắn, người của các tổ chức khác có lẽ không tìm ra bọn họ đâu. Ta biết rồi. Không ngờ thời đại bây giờ mà lại có người nguyện ý vì bảo vệ người mình yêu mà chống lại cả thế giới. Đây đúng là một chuyện tình cảm hết sức cảm động, hết sức cổ điển, cũng vô cùng nghệ thuật. Chúng ta nhất định là phải giúp đỡ bọn họ hết sức, hết lòng mới được. Ngày hôm sau, tại Oristaro. Lão thụ, bên này nè. Em có tra qua rồi, tiệm kem Thổ Nhĩ Kỳ này rất là nổi tiếng. Chúng ta vào mua ăn thử nha. Được, em muốn ăn vị nào? Hương thảo và ngưu liên. Không đúng sao? Ý em là em muốn ăn vị hương thảo và sầu riêng. Em biết nói tiếng Trung à? Vâng, thật ra em học đã từ lâu rồi, còn mời cả lão sư về dạy cơ, nhưng trước giờ vẫn chưa từng học mấy món ăn Trung Quốc. Thức ăn của vị lão sư kia lấu thực sự là rất khó ăn. Vậy nên lão thụ, sau này có thể dùng tiếng Trung trò chuyện với em ở trong di tích tượng đảo. Anh phải làm lão sư tiếng Trung của em đấy nha. Em rất có thiên phú học ngoại ngữ đó. Được thôi, anh biết rồi. Thì ra các nốt vẫn luôn chuẩn bị cho việc đến Trung Quốc. Không ngờ em ấy lại có thể vì mình mà học ngoại ngữ, học về đồ ăn của Trung Quốc. Ơi cái đó, ông chủ à, lấy cho tôi cái kem đi. Có niên. Tiệm kem Thổ Nhĩ Kỳ này có một truyền thống. Ông chủ sẽ thông qua trò đùa nhỏ để chứng minh chất lượng của kem và kỹ nghệ của mình. Không biết nã thụ khi bị người ta trêu sẽ có phản ứng gì đây nhỉ, mong chờ ghê. Đã nhường rồi. Đây là chiêu trò gì vậy? Mua có một cây kem mà khó vậy à? Thôi bỏ đi, cho mình cuộn trứng, mình sẽ ăn cuộn trứng. Nhưng mà mùi vị này cũng được đó chứ. Không phải sao lại trực tiếp cho vào miệng luôn rồi? Cái đó người anh em à, tôi vẫn nên đưa kem cho cậu thì hơn. Đừng có được cái này nữa. Cứ đưa đến mấy cái vỏ kem rồi lại đưa kem, tôi không thèm kem nữa đâu. Không phải chứ, tuy là tôi đùa trước, nhưng cậu chính là người chuyên môn đến đưa lấy vỏ kem ăn, có cần mặt mũi nữa không vậy? Ây, sao lại có động tác như thế này nữa vậy? Thôi bỏ đi, có thể khiến cho đôi tình nhân đã trải qua nhiều khó khăn, gian khổ như thế này vui vẻ không phải là tốt rồi sao? Cuối cùng vẫn là tôi thắng. Này, kem của em này. Nã thụ, sao suy nghĩ của anh chẳng giống người khác gì vậy cả? Bình thường mọi người đều sẽ cùng ông chủ chơi đùa một chút đấy. Ồ, anh cũng chẳng biết nữa, từ nhỏ đã vậy rồi, chắc là do cuộc sống đấy. Cao đốt, em làm sao vậy? Em không sao, nã thụ. Anh có thể đẩy em đến bờ biển Oristano xem chút hay không? Em nghe nói biển ở đây trong xanh lắm, giống như là chân trời ấy. Thật ra hôm qua các nốt không ra tay, vết thương của em ấy cũng sẽ không chuyển biến sống nhanh như vậy. Nhưng vì cứu mình mà em ấy còn. Nếu có thể được chọn, mình thà rằng cùng với Ngân Huân chém giết lẫn nhau, cũng không muốn nhìn thấy em ấy vì mình và trả giá nhiều như vậy đâu. Tình cảm của em ấy không biết báo đáp thế nào đây, mà hiện nay càng không biết làm sao để trả hết. Nã thụ, đưa em đến một bờ cát ngồi chút được không? Nã thụ xin lỗi, thật ra em không muốn để anh biết mấy chuyện này đâu. Vốn thì em cũng chỉ muốn cùng anh vui vẻ đi đến hết phần còn lại mà thôi. Đợi đến khi không thể chống đỡ được nữa, liền tìm đến bờ biển như thế này rồi nhảy xuống, để anh không tìm được em nữa. Nhưng bây giờ không được rồi, cũng không thể nào giấu anh được nữa. Đừng bi quan như vậy, có lẽ vẫn còn hy vọng mà. Lã thợ. Nhưng chuyện đến nước này, dựa vào thái độ của các tổ chức lớn, cái gọi là đấu giá tiêu bản cây thế giới, chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ nhằm thu hút em mà thôi.
Không có cái thế giới gì mà còn hy vọng như vậy nữa chứ? Không, vẫn còn chứ, hả? Ấn ký này có lẽ chính là hy vọng. Lão thụ, ấn ký này là gì vậy? Tại sao anh lại cảm thấy nó là hy vọng của em chứ? Anh nghĩ đây chính là món quà của vận mệnh. Anh cũng không biết nó là cái gì, làm sao sử dụng cũng không biết. Hôm qua lúc em sử dụng, Thương Vĩnh Hằng bị hôn mê. Anh mới lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sự tồn tại của nó ở đây. Vậy nên anh liền nghĩ, đây liệu có phải là cái thế giới hay không? Nếu đúng, vậy nó có thể cứu em rồi. Tương truyền cái thế giới có thể phủ kín đất trời. Vô số sinh linh có thể đứng trên đó mà nhảy múa, vạn vật có thể nghỉ ngơi. Sao có thể hội tụ ở trong lòng bàn tay của một người được chứ? Lã thổ, em biết anh muốn giúp em, nhưng những thứ này đều không quan trọng. Em bây giờ chỉ muốn ở bên anh mà thôi. Không, cái này nhất định là có liên quan đến Thương Vĩnh Hằng. Đợi mình tìm được bí mật của ấn ký này, nhất định là có thể cứu được các lốt. Đúng rồi lã thổ, 7 thứ quả lúc trước anh cho em ấy, em vẫn không nỡ ăn. Em muốn trả nó lại cho anh. Nhưng bây giờ năng lực của em không còn nữa rồi, cũng không mở được không gian trang bị nữa, cho nên không cách nào trả lại được anh nữa rồi. Vì vậy chứ, cho em là để em ăn cơm mà. Những thứ quý giá như vậy anh cũng đâu dễ dàng gì mới có được. Nhẽ nào vết thương của em vẫn chưa khỏi, nhẽ nào chưa ăn đủ số quả hay sao? Em mau ăn hết cho anh. Hả? Sao còn nữa vậy, anh có nhiều lắm sao? Cô gái này sao lại không tin chứ? Thôi cả đi, mình ở đây trực tiếp trao đổi, để chứng minh cho em ấy việc, cho em ấy xem vậy. Em ấy vì mình đến cả tính mạng cũng không cần, mình còn giấu giếm làm gì nữa. Em nhìn kỹ đây, thứ này anh có nhiều lắm, cứ ăn đi. Về lên em không cần phải lo đâu, cứ ăn là được. Mình từng cho rằng mình đã nhìn thấy nã thổ, nhưng đến bây giờ mới phát hiện ra, thì ra thứ mình thấy chẳng qua chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Mấy thứ quả này nếu lấy đi, chắc nào đủ để thành lập một tổ chức lớn mạnh và là thành viên cấp A luôn mất. Rõ ràng là bảo vật có thể làm rung động cả một thế giới, vậy mà lại bị lã thụ nói thành. Sao rồi, em thấy đỡ hơn chút nào chưa? Có một chút, em cảm thấy mạch máu thanh khiết hơn chút rồi. Sức mạnh cũng đã đạt đỉnh điểm đến cấp B rồi thì phải. Nhưng Thương Vĩnh Hằng vẫn... xem ra vẫn nên nghĩ cách thôi. Lã thụ, anh có ghét thế giới này hay không? Cũng có một chút. Em xem, thế giới của người khác, nếu mà có một thất không châu hoặc có ích đinh thần đăng, thì vào lúc tuyệt vọng, triệu hồi thần long là có thể giải quyết tất cả rồi. Người chết cũng có thể hồi sinh, mất đi rồi vẫn có thể có được. Nhưng thế giới của chúng ta thì không có, quá là đáng ghét luôn. Thầy, vào lúc này rồi đừng nói mấy lời đùa giỡn như vậy chứ. Không, anh không đùa đâu. Nếu chúng ta ở đây mà có sắt ô châu, anh bây giờ sẽ đi tìm nó ngay, có chết cũng phải tìm được. Lã thổ, thật tốt. Lã thổ anh ấy là thật lòng muốn cứu mình. Trong lòng anh ấy có mình, như vậy là đủ lắm rồi. Đưa em đến thành phố phương Bắc nhé lã thổ. Em nghe nói ở đó có một nơi gọi là giáo đường Paul, muốn đi xem. Được, em muốn đi đâu anh đều đưa em đi. Nhưng mà ở đó có thể sẽ có kẻ địch. Kẻ địch đâu cũng có. Nhưng cho dù là phía trước là một ngọn núi, anh cũng sẽ vì em mà săn bằng nó. Đây là chân của Carlos sao? Ngỡ quá trời, chắc là bằng chân của tiểu ngư nhỉ. Ây, tiêu rồi, mình vừa mới làm cái gì vậy trời nè. Ây, cái đó chân tê sao? Đây, sao không nói gì hết vậy? Mau nói câu gì cho đỡ ngại coi. Nghĩa nào là nghe không hiểu hay sao? Ý anh là chân có tê hay không? Tê. Mẹ, đây là sở thích kỳ lạ gì vậy? Sao nã thụ lại còn có loại yêu cầu này nữa chứ? Đợi đã. Chân mỏi không? Gọi mama. Ôi trời, mình hiểu rồi. Tiếng Trung không đáng sợ, đáng sợ là tiếng Trung nửa vời. Tin xấu đây, tổ chức xe tăng hiện nay phân tán khắp phía bắc của đảo Sandaria rồi.
cảng biển cũng đã bị phong tỏa, trạm tàu cũng sẽ không chừng. Trạm tàu cũng có kẻ trông chừng, các người tiếp theo đây tính toán thế nào? Nếu cần mạng lưới tình báo, U Châu giúp đỡ xin hãy lập tức liên lạc với chúng tôi. Các nốt nói muốn đi miền Bắc xem giáo đường Pao, mình sẽ đưa em ấy qua đó. Còn phía tình báo U Châu, trước tiên không cần phải làm phiền tới họ. Đây là chuyện riêng của mình, không phải khiến cho mọi người vì một mình mà hy sinh vô ích. Được thôi, cho cậu một lời khuyên nhỏ. Nếu các người thật sự muốn đến, có thể xem xét tìm kiếm sự giúp đỡ của người dân địa phương. Ô Minh Vũ là có ý gì đây? Tuy không biết vì sao, nhưng hành động của cậu và các lốt hình như đã đánh động đến Carter. Trước mắt, dưới sự kêu gọi của bọn họ, người dân ở đảo Sandaria đều đang chủ động giúp các người giấu kín hành tung, thậm chí còn chống đối các tổ chức lớn nữa. Bọn họ đều là những người dân nhiệt tình, tốt bụng, có thể gặp được họ, các người rất là may mắn đấy. Nã thổ, anh sao vậy? Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ. Trên thế giới này, thật ra vẫn còn rất nhiều người tốt. Trời, có nên đội trưởng của chúng ta chính là anh Nã Thụ hay sao? Sau đó anh Thụ về em gái Bắc Âu kia mà chạy trốn, vứt bỏ chúng ta ư? Nơi tiếp theo bọn họ muốn đến chính là giáo đường Pao ở Opia. Wow, nhẽ nào là muốn kết hôn à? Được rồi mà, đừng kích động nữa. Biết là cậu mới chia tay nên ghen tị muốn chết rồi chứ gì. Anh Tổ An, anh nói xem anh Nã Thụ là ai chứ? Các anh quen biết sao? Cũng là thiên tài có tư chất cấp A hay sao? Hả, cậu chưa nghe nói anh Nhã Thụ bao giờ hay sao? Có hơi quen tai. Không phải người này là ai chứ? Cả tên cũng không nói. Mình biết ai được chứ? Ây, tôi biết rồi, lúc trước ở di tích, Lá Bố Bạc không có công khai tin tức của anh ấy. Nhưng mà cậu nhất định là đã gặp qua. Anh ấy chính là não đại của Thanh Đồng Hồng Lưu đấy. Ôi trời ơi, thì ra là anh ấy à. Các cậu có phải là thân thiết hay không? Có thể giới thiệu cho tôi làm quen một chút hay không? Tôi cũng muốn giới thiệu lắm, nhưng vị đội trưởng này lại bỏ chạy theo cô gái đó mất rồi. Bây giờ thế lực toàn đảo đều muốn giết anh ấy, cũng không biết là anh ấy có thể kiên trì được đến khi chúng ta đến cứu viện hay không đây. Việc chúng ta cứu viện hình như cũng chả có chút tác dụng gì mấy. Anh Thụ gặp rắc rối rồi, chúng ta có đi thì cũng có tác dụng gì. Đợi chúng ta đến nơi, chắc thức ăn cũng đã nguội luôn rồi. Người nắm kẻ địch như anh Nhã Thụ chính là người đầu tiên nằm dưới thiên na đấy. Mấy cao thủ trẻ tuổi như chúng ta, ai có thể làm được như anh ấy chứ? Nếu nói trong bốn người chúng ta hiện nay, người có thể giúp được anh Nhã Thụ chỉ có thể là Tào Thanh Từ mà thôi. Không biết cô ấy nghe được mấy chuyện này sẽ phản ứng như thế nào đây. Nhảy xuống biển. Cái gì? Sao đột nhiên lại muốn nhảy xuống biển vậy, cô điên à? Trước mắt vị trí của các tàu đều nằm dọc ở eo biển Porto. Chúng ta có thể từ đây trực tiếp bơi đến đảo Sandaria ở giữa hai điểm. Đường thẳng là ngắn nhất. Nếu như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đạo lý giữa hai điểm đường thẳng là ngắn nhất thì tôi hiểu. Nhưng chúng ta bơi hơn 200 cây đâu, hơn 200 cây lận. Việc này khó lắm hay sao? Ở đây tôi không có trang bị không gian. Hành lý của các cậu đều ở chỗ tôi đi. Dưới Nã Thụ, quân hàm của tôi là cao nhất. Bây giờ tôi tạm thời dẫn đội. Hành động thôi. Động tác thật là nhanh nhẹn, cô ấy nghiêm túc đấy hả? Không phải đùa đâu. Nếu tôi nói chúng tôi không biết bơi thì sao? Cô có cách gì khác hay không? À, đây, cứu tôi với. Các cậu thì sao? Báo cáo, chúng tôi tự nhảy xuống. Thì hàng ngàn người đang đến, cho dù đối mặt với sự ngăn cản của hàng vạn người cũng phải dũng cảm tiến về phía trước hay sao? Lời này nói ra nghe thật là hùng hồn, nhưng bên chỗ của Nã Thụ nguy hiểm trùng trùng. Nhưng mong tất cả vẫn còn kịp. Ôi Staro, anh trao một chút đi. Người bình thường từ chỗ này đi bộ đến Olivia chắc chắn là sẽ mất một ngày, nhưng chúng ta là người tu hành, anh cõng em đi chắc chắn là sẽ nhanh hơn chút đấy. Chúng ta mua chút thức ăn và nước, anh nhất định là sẽ đưa em đến đó. Nã Thụ, đột nhiên em có chút hối hận.
Em cảm thấy năng lực hành động của em đang tiếp tục mất đi. Thành phố phía Bắc nguy hiểm như vậy, em sẽ liên lụy anh mất. Thật ra em muốn nói, đi cũng chỉ là thuận miệng mà thôi, hay là mình ở lại đây đi. Không, em nói dối, anh không tin đâu. Nếu em muốn đi, chúng ta sẽ cùng đi. Anh không muốn vì bản thân chùn bước mà hối tiếc đâu. Nhưng em đừng lo lắng thương thế của mình quá, cũng không cần lo lắng những nguy hiểm ở trong tương lai. Mỗi một chuyến đến, cuối cùng nhất định là sẽ tốt lên thôi. Nếu như không tốt, vậy nghĩa là chưa đi đến cuối cùng rồi. Lão thụ, anh vẫn luôn ấm áp. Sao tự nhiên lại có nhiều đội xe đang tiến gần đến mình và các lốt như vậy? Nghĩa nào bọn mình vẫn bị phát hiện rồi sao? Chàng trai trẻ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đây chẳng phải là ông chú mấy tập trước bày sạp hàng cùng với bác gái ở trạm xe lửa hay sao? Sao bọn họ lại đến đây? Đây là duyên phận đó nha. Bọn ta vừa đúng lúc đi ngang qua đây. Nếu các cháu muốn đi đâu, bọn ta có thể tiễn các cháu một đoạn. Bọn họ chẳng lẽ là nghe đến tin mình và các lốt, đặc biệt là đến giúp đỡ hay chăng? Nhẽ nào người dẫn trên đảo này đều là thành viên của Carter? Carter rốt cuộc là tổ chức thần kỳ nào vậy? Không cần đâu à, nơi chúng cháu muốn đến có chút hơi xa một chút. Đến Dominia đấy à? Vậy à, lại trùng hợp quá. Bọn ta vừa hay cũng muốn đến đó. Cái đó, bọn ta đến đó làm gì nhỉ? Lễ hội âm nhạc. Bọn ta tham gia lễ hội âm nhạc của con trai. Mau lên xe đi nào. Chúng cháu. Đã thôi, chúng ta đừng phụ tâm ý của chú gì nữa. Mọi người đồng ý đưa chúng cháu một đoạn. Cảm ơn à. Hơi thở của Carlos hình như yếu hơn một chút nữa rồi. Là tốc độ vỡ của Thương Vĩnh Hằng lại tăng nhanh rồi sao? Em ấy còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa chứ? Trời ạ, cô bé đó yếu thật. Là do trước đó bị chiến đấu bị thương nặng hay sao? Chẳng lẽ là muốn trước khi cô bé chết đến giáo đường bao kết hôn hay sao? Cảm động quá đi mất. Không được, mình nhất định là phải đem tin tức này mau chóng báo chốc lại cho Carter thôi. Chúng ta nhất định là phải giúp bọn họ làm chút gì đó mới được. Đội xe này của chúng ta thật sự là đang đến lễ hội âm nhạc hay sao? Sao lại có cả bộ đàm nữa vậy? Cậu nhóc à, vậy là cháu không hiểu rồi. Chuyến hàng và chạy đường dài rất là vô vị. Có một bộ đàm thì chúng ta có thể trò chuyện, còn có thể hát hò cho đỡ chán nữa. Ra là vậy à, lẽ nào chú gì đây đúng là người dân của đảo Sandaria hay sao? Lúc nào cũng vui vẻ, vô lo vô nghĩ như vậy. Yes, được rồi. Đúng rồi nhóc con, cháu có thể hát cho bọn ta nghe một bài tiếng Trung hay không? Đúng đó, hát một bài đi. Bọn ta rất thích văn hóa phương Đông. Rất là thần bí. À, chết rồi, mình ngoài bài hát ngôi sao nhỏ ra cũng có biết được bao nhiêu bài nữa đâu. Hay là từ chối vậy? Thôi kệ, nếu cao lốt đã muốn nghe. Cháu nói trước, cháu hát không hay lắm đâu, cháu bắt đầu đây. Không hổ là ca khúc thần bí của phương Đông. Đúng đó, nghe không hiểu gì hết trơn. Đây hình như là lần đầu tiên mình nghe lão thụ hát. Nói thật, ký ức cùng lão thụ lại có thêm phần mới rồi. Nếu như có thể mãi mãi như vậy thì tốt rồi. Luồng linh lực này. Không sai, tìm thấy rồi. Chú gì à, có người của tổ chức tu hành đang ở gần đây. Bọn họ nhắm vào cháu. Hai người mau để chúng cháu xuống xe đi. Bị phát hiện rồi, thay đổi mục tiêu theo kế hoạch B hành động. Có thể sẽ nguy hiểm. Đây, kế hoạch B phát tác dụng rồi. Mua kem, chúng ta lập tức bắt đầu thực hiện. Các bạn à, ngồi chắc nhé. Nhận định. Đây là chuyện gì vậy? Không phải để bọn mình thuận lợi đến nơi hay sao? Cái gì mà kế hoạch A, kế hoạch B đều có hết rồi cả. Hơn nữa chiếc xe này cũng quá không đề phòng rồi. Mua kem, bọn họ đuổi sau phía sau rất là khó cắt đuôi. Không sao, trên xe của chúng ta còn có cao thủ hàng đầu cơ mà. Chỉ cần chúng ta thuận lợi đến nơi, bọn họ cũng không làm gì được. Cái đó chú à, chúng ta đang đi đâu vậy? Đến rồi cháu sẽ biết. Chú bây giờ cảm thấy bản thân thật giống với 300 dũng sĩ Spara quá đi.
Đúng đó, cháu bây giờ cả người đều có chút pha ra rồi này. Bỏ đi, cũng không việc gì phải gắng hỏi nữa. Chú gì bất luận làm điều gì chắc chắn là đều muốn tốt cho bọn mình nhỉ. Đúng thật, mỗi khi cảm thấy thế giới này có chút đáng ghét, lạnh nhạt, sẽ luôn có những người ấm áp như vậy xuất hiện. Ồ, em tỉnh rồi à, khỏe hơn chút nào chưa? Lão thổ, em vừa mơ một giấc mơ. Em mơ thấy một ngôi nhà, ở đó có sông pha rất lớn, còn có một quầy bê nhỏ, ánh đèn ấm áp, bên trong phòng bếp còn có canh hầm nữa. Đến khi màn đêm gần buông xuống, em mang theo tinh thần phấn khởi quay về, anh sẽ đến ôm lấy em, như ôm cả thế giới vậy. Em có chút lo sợ. Âm thanh nứt ra của Thương Vĩnh Hằng giống như là đến từ vực sâu vậy. Nhưng điều em sợ không phải là chết, mà chính là theo âm thanh đó nứt ra, ký ức của em hình như cũng... Đi thôi, nơi em muốn đến đã ở ngay trước mắt rồi. Báo cáo, chúng tôi bây giờ đang ở nơi diễn ra lễ hội âm nhạc phía nam của Opia. Vẫn chưa mất dấu mục tiêu. Mấy tên này điên hết rồi sao? Bọn họ chuẩn bị lái xe đụng vào người thường à? Lẽ nào bọn họ không sợ cơ kim hộ hay sao? Đợi đã. Mấy người dân bình thường này sao lại nhường đường rồi? Mau mau đuổi theo không sẽ mất dấu đấy. Sao vậy? Đường bị mấy người dân bình thường đó chặn lại rồi. Chuyện gì vậy? Chết tiệt, để bọn chúng chạy mất rồi. Mấy người bình thường này bị sao vậy chứ? Không cần mạng nữa à? Thủ lĩnh Carter, Arturo. Chỗ này nè, nơi tổ chức lễ hội âm nhạc hay sao? Sao chúng ta lại đến đây? Khởi động kế hoạch B, mau đi thôi. Hành trình của mấy đứa vẫn chưa kết thúc đâu. Bọn họ là đang dẫn đường cho mình và Carter. Nhưng mà họ muốn đưa bọn mình đi đâu vậy? Tại sao họ lại làm những điều này? Cảm ơn các bạn đã cùng nhau tụ tập tại đây tối hôm nay. Khách của chúng ta đã đến rồi. Buổi biểu diễn này, Carter chúng tôi sẽ đứng về phía chính nghĩa. Thế giới này sớm đã đổ nát rồi, nhưng chúng tôi vẫn cầm chắc gươm sắc và khiên bảo vệ chính nghĩa. Chúng ta chiến đấu hết mình, chiến đấu vì chính nghĩa, vì chính nghĩa. Chỉ đơn giản là vì chính nghĩa mà lại có nhiều người vốn không quen biết tụ họp lại với nhau như vậy. Vì mình và các lốt tuyên chiến với cả thế giới hay sao? Nếu đã vậy, mình cũng không thể nào để họ thất vọng được. Chết tiệt, mục tiêu đã xuống xe rồi. Thế mà chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Báo cáo tất cả với mọi người, bao vây chỗ này. Satan đến. Dù ở đây có Arturo và Carter thì đã làm được gì? Bọn đây là đang làm gì vậy? Có khi nào là cách chúng ta lên bờ đúng không? Có cần quay về rồi lên lại lần nữa hay không? Có đang đùa đấy, có hiểu hay không ạ? Có biết đùa là thế nào hay không? Theo hắn, có lẽ sẽ có thể tìm được đáp án. Bây giờ chúng ta có thể hiểu rõ họ đang làm gì rồi. Cậu nghe hiểu hắn nói gì không? Tiếng Đức, tất cả nhanh chóng tập hợp tại lễ hội tổ chức âm nhạc. Ngại quá. Được rồi, theo mấy người dân đó, sớm muộn cũng sẽ biết chuyện gì xảy ra thôi. Chuyện gì thế? Bọn họ sao đột nhiên lại như nghe theo chỉ lệnh mà tiến về một hướng vậy? Cũng chẳng nhìn thấy người chỉ huy ở đâu nữa. Không phải không có người ra lệnh, chỉ là bọn họ không dùng đến mấy thủ đoạn khoa học mà thôi. Bọn họ toàn dựa vào một người mà tiếp nhận thông báo, sau đó truyền cho những người khác. Các cậu xem, bọn họ đang nói chuyện với nhau kìa. Hơn nữa, từ lúc chúng ta bắt đầu tiến vào bên trong đám người này, chẳng có ai đến nói chuyện với chúng ta. Tôi đoán bọn họ đều quen biết nhau. Hơn nữa, cũng đang chủ động ngăn chặn chúng ta ở ngoài mạng lưới tin tức của bọn họ. Nhưng mà chúng ta đâu cần phải tiến vào mạng lưới tin tức, chỉ cần đi theo thôi. Cuối cùng thì bọn họ cũng sẽ dẫn chúng ta đến địa điểm mục tiêu mà thôi. Ở đó chúng ta nhất định là có thể có được gặp được lão thủ. Mọi người chuẩn bị tốt cho trận đấu đi nhé. Lão thủ anh ấy đã âm thầm hy sinh rất nhiều, khiến tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Bây giờ chúng ta cũng nên vì anh ấy làm chút chuyện gì đó rồi. Hy sinh rất nhiều ư? Lão thủ anh ấy rốt cuộc đã làm gì?
mà lại có thể khiến cho thiên tài như Tào Thanh Từ này và mấy kẻ điên này đều cảm thấy hổ thẹn vậy? Mời một lúc trước. Mời vào, việc tiếp theo hãy giao cho tôi. Đây là muốn làm gì vậy? Hình như có chút kỳ lạ. Thầy, hai người cũng quá tình cảm rồi đó nha, yên tâm đi. Tất cả đã chuẩn bị hết cả rồi. Yêu rồi, Carter đang giúp bọn họ rời khỏi đây. Không cần canh giữ ở hội trường nữa, mau đuổi theo mấy chiếc xe đó. Nghi lễ bắt đầu. Theo ánh sáng xuất phát nào. Không phải, nghi lễ gì chứ? Chuẩn bị tốt cái gì chứ? Tuy rất cảm kích mọi người đã ra tay giúp đỡ, nhưng đột nhiên nhiều chuyện xảy ra như vậy làm tôi có chút lo sợ, muốn nhảy xuống xe luôn. Hai người không phải là muốn đến giáo đường Paul để kết hôn hay sao? Cái đó, tuy bọn tôi muốn đến giáo đường Paul thật, nhưng tại sao mọi người lại nghĩ bọn tôi muốn đến để kết hôn cơ chứ? Bởi vì nơi đó chính là thánh địa để kết hôn mà. Mỗi năm đều có rất nhiều tình nhân đến đó, mang theo tín niệm muốn bảo vệ nhau cả đời mà đến để tổ chức hôn lễ. Tuyên hệ nhận lời chúc phúc thiêng liêng biết bao. Cậu nhóc à, cậu đừng xấu hổ nữa. Kiểu người như hai người chúng tôi gặp nhiều rồi. Thì ra các nốt mối muốn đến giáo đường Paul là ý nghĩa này. Đưa em đến thành phố phía bắc nhé lão thủ. Em nghe nói ở đó có nơi gọi là giáo đường Paul, muốn đi xem thế nào. Đáng tiếc mình không hiểu mà cô ấy cũng không nói rõ. Nhưng mà điều cô ấy kỳ vọng chính là một lễ cưới sao? Hay là cô ấy cảm thấy bản thân trên con đường sinh mệnh của một cô gái cuối cùng đã để lại khoảng trống nuối tiếc, cho nên muốn tận mắt nhìn thấy cả người khác kết hôn bù đắp một chút. Tuyền Anh lái nhanh một chút, có lẽ thời gian không còn nhiều nữa rồi. Giáo đường Paul. Bọn họ không phải là đang đợi anh nhã thụ đấy chứ? Anh thụ đây nào muốn kết hôn rồi sao? Chứ anh ấy ra còn ai có thể bày ra được trận này chứ? Anh thụ quả thật là không tầm thường. Trên đảo Sandaria đều đã máu chảy thành sông rồi, kết quả anh ấy lại muốn kết hôn, thật là lợi hại. Khốn kiếp, bọn họ định đốt pháo hay sao? Từ nhỏ đã sợ đốt pháo rồi, cứ hễ có người đốt pháo là tôi lại bị dọa khóc. Vậy cậu có từng nghĩ cậu có thể chính là liên thú hay chưa? Liên thú của thần á? Kỹ thuật châm biếm này của cậu là một chân truyền, một nửa của anh nhã thụ hay sao? Quá khen rồi. Nhưng anh thụ có năng lực, cho nên không sao. Tôi thấy cậu sớm muốn gì cũng gặp chuyện thôi. Mau nói đi, Phi. Đã đến giáo đường Paul mà em vẫn muốn rồi này. Mở mắt nhìn một chút đi. Đây nè, là nghi lễ Carter và người dân của đảo Sandaria chuẩn bị cho chúng ta đấy. Xin lỗi, nếu không có họ anh sẽ không hiểu được tâm ý của em. Không sao, chỉ sợ dù anh không hiểu anh cũng sẽ đưa em đến đây thôi. Như vậy là đủ rồi, chúng ta vào trong thôi. Tuy trong lòng tôi đã sớm đoán được, nhưng khi thật sự nhìn thấy giây phút đó của anh lão thụ, thế giới của tôi vẫn có chút chấn động. Anh thụ quả nhiên đúng là thần tượng của tôi. Mấy tên côn đồ các người, đừng hòng phá hủy hôn lễ của họ. Liều mạng với người nạ, các người điên rồi sao, mau tránh ra. Anh thụ, cẩn thận. Để anh thụ bên trong yên ổn, cùng em gái cử hành hôn lễ đi. Chúng ta ở ngoài đây canh giữ cửa lớn. Thế giới này có chút không công bằng rồi. Anh thơ, ây à, mình lại nói gì đắc tội với bà cô kia rồi. Ây, người đâu rồi? Chú ý, đám sát thủ tiếp theo đến rồi. Đôi tình nhân vượt qua nhiều gian khổ à, chào mừng hai người. Vậy thì hôn lễ chính thức bắt đầu. Có nhân tố pháp luật ngăn cản hôn lễ cử hành hay không? Có ai phản đối hôn lễ này không?
Xem ra không ai phản đối, hôn lễ tiếp tục. Vị tiên sinh này, người có nguyện ý lấy cô gái trong vòng tay ngài làm vợ, yêu cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy như yêu chính bản thân mình hay không, dù bệnh tật hay là khỏe mạnh, giàu sang hay là nghèo khổ, vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy đến khi rời khỏi thế giới này. Không ngờ rằng mình cũng sẽ trải qua cảnh tượng này. Đơn giản mà nói, chính là giống như một bộ phim điện ảnh tình cảm chắc chở vậy. Nhưng hôm nay mình lại là nhân vật chính ở trong bộ phim này. Tôi nguyện ý. Vị nữ sĩ này, cô có nguyện ý làm vợ vị tiên sinh này, yêu anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy như chính bản thân mình. Dù bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo nghèo khổ, vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy đến khi rời khỏi thế giới này hay không? Tôi không đồng ý. Xin lỗi lão thủ, lúc đó em đã từng nói một câu, lão thủ, kiếp này anh ở bên em, nếu không được em sẽ lại đợi, nếu vẫn không được em sẽ nghĩ cách. Thực ra anh nghe thấy rồi. Em thực ra em biết anh đã nghe thấy rồi. Em biết tình cảm của em bỏ ra nhiều hơn anh một chút, nhưng không sao. Tâm nguyện của em chính là nếu một ngày anh cũng có thể thích em thì tốt rồi. Giờ đây tâm nguyện của em đã thành hiện thực rồi. Nơi này cuối cùng cũng đã có vị trí của em rồi. Các lớp lã thổ, cảm ơn anh cùng mọi người, cùng một người ích kỷ như em trải qua đoạn đường cuối cùng. Em không hy vọng anh sau hôm nay vẫn còn phải mang theo ám ảnh về cái chết của em mà sống tiếp. Vậy nên lã thổ xin lỗi. Em không đồng ý, em không thể đồng ý.